Một cái làn da mà trắng sáng thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về cái chủng tộc ha. Ví dụ như chủng tộc người châu Á chúng ta thì cái tiết da chúng ta nó sẽ hơi vàng, nó sẽ thuộc vào tiết da khoảng 3-4 năm, thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta trắng quá trắng như là cái tiết da người châu Âu. Bên cạnh đó thì ngoại ngoại trừ cái tình trạng gen này thì là chủng tộc, thì nó còn phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chăm sóc da, những yếu tố ví dụ như chúng ta tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời ha, chúng ta không biết cách bảo vệ làn da dưới nắng mặt trời, hoặc là chúng ta để chúng ta bị stress nhiều quá, rồi chúng ta ăn uống không điều độ, ăn quá nhiều những cái thực phẩm mà nó có thành phần oxy hóa nhiều, ví dụ như ăn những cái đồ chiên xào dầu mỡ thì ăn nhiều những cái thực phẩm đó nó cũng cho làm cho cái làn da chúng ta nó sạm đi, hoặc là chúng ta để cho chúng ta bị béo phì, chúng ta có một cái cơ thể và sức khỏe không khỏe mạnh đó,